Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 03 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ, trong giai đoạn 2017-2020, ngoài những loài cây công nghiệp dài ngày như cao su, cây hồ tiêu, Quảng Trị cần tiếp tục phát triển mạnh một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiều địa phương đã quy hoạch diện tích phát triển mô hình cây trồng vùng gò đồi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình trồng cây tràm tinh dầu 5 gân với diện tích gần 3 hectare của anh Nguyễn Thành Công ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Cây tràm 5 gân là giống tràm mới được du nhập, chọn giống và lai tạo từ giống tràm Úc. Mặc dù chỉ mới trồng hơn 18 tháng, nhưng cây tràm 5 gân đã cho thấy sự thích hợp với đất đồi khô hạn, khí hậu khắc nghiệt, lá phát triển nhiều, hàm lượng tinh dầu cao. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm có thể cho thu hoạch từ 8 đến 10 tấn lá nguyên liệu trên 1 hectare và hàm lượng tinh dầu sẽ cao gấp 2 đến 3 lần so với giống tràm giò địa phương. Theo định lượng, với bình quân từ 100 đến 120 kg nguyên liệu lá tràm 5 gân sẽ chưng cất được 1 lít tinh dầu tràm với giá bán 2,5 triệu đồng 1 lít. Như vậy, bên cạnh các loài cây công nghiệp dài ngày như cao su, hồ tiêu và cây cam, thì cây tràm 5 gân đang từng bước mở ra hướng đi mới trong sản xuất loài cây công nghiệp tinh dầu trên vùng gò đồi huyện Hải Lăng. Mô hình tràm 5 gân của tôi đã thực hiện từ tháng 8 năm 2018 đến nay là đã gần 1,5 năm. Qua quá trình theo dõi và đánh giá thì tôi thấy khả năng sinh trưởng của cây tràm 5 gân này sinh trưởng rất cao, gấp 2 lần đối với cây tràm giò có tại địa phương, cái tràm giò tự nhiên. Thì qua quá trình theo dõi đánh giá đó và cũng khá là chắc chắn là khẳng định rằng về cái sự sinh trưởng nhanh và khả năng tái sinh trôi như vậy thì và cái khả năng mà cái cung cấp cái hàm lượng tinh dầu trong cái tràm 5 gân này tôi là đã xác định được đây là một cái cây thích hợp đối với địa bàn Quảng Trị. Ngoài mô hình cây tràm 5 gân, hiện tại trên địa bàn xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng đang xây dựng được gần 150 mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, trong đó có gần 50 mô hình cây trồng có giá trị cao ở vùng gò đồi như cam, bưởi da xanh, cây chè xanh, cây hồ tiêu. Trung bình mỗi hecta cây trồng gò đồi đem lại thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng. Đây là những mô hình phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, bền vững và hiệu quả của xã Hải Chánh trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước chuyển đổi và nâng cao năng suất cây trồng vùng gò đồi theo chủ trương của huyện Hải Lăng, nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2020. Để khai thác mọi cái tiềm năng thế mạnh của địa phương là vùng kinh tế gò đồi, cho nên trong giai đoạn 2017-2020 thì Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành được một cái nghị quyết về cái chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, và trong đó đã cụ thể hóa cái chính sách mà vận động nhân dân phát triển cái kinh tế vùng gò đồi trang trại tại địa phương, chú trọng là nâng cao cái quy mô, cái chất lượng của các cái mô hình kinh tế, đồng thời là bổ sung một số cái cây trồng trên địa bàn phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Cùng với xã Hải Chánh, nhiều năm qua các xã thuộc vùng gò đồi của huyện Hải Lăng đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân xây dựng mô hình trang trại, gia trại ở vùng gò đồi. Hiện trên địa bàn huyện Hải Lăng đã thực hiện thành công việc chuyển đổi hàng trăm hecta đất gò đồi và các mô hình vườn tạp để đưa vào trồng các loài cây có giá trị cao như hồ tiêu, cao su, chè xanh, cam, bưởi, quýt cùng các loài cây công nghiệp khác. Tập trung ở các xã gò đồi như Hải Chánh, Hải Phú, Hải Thọ, Hải Sơn, Hải Trường và Hải Lâm. Từ việc chuyển đổi cây trồng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị năng suất và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Trung bình 1 hecta cây trồng được chuyển đổi đem lại thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng. Riêng cây cam cho thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi hecta. Tính đến thời điểm giữa năm 2020, toàn huyện Hải Lăng có hơn 80 hecta trồng cam, hơn 70 hecta cây hồ tiêu, 65 hecta cam quýt,
bưởi, 55 hectare mít, 50 hectare chè xanh và 40 hectare chuối các loại. Ngoài ra, cây thanh long, ổi xả lì cũng đã được bà con đưa vào trồng, đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Thực hiện cái nghị quyết đại hội các cấp cũng như cái chương trình công tác, Ủy ban xã Ái Lâm đã triển khai thực hiện có hiệu quả về việc thực hiện phát triển vùng gò đồi. Đặc biệt chúng tôi xây dựng các cái chương trình kế hoạch để phát triển kinh tế những cây có múi, và hàng năm chúng tôi thực hiện tốt có hiệu quả về cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, của xã, tập trung để tạo điều kiện cho người dân để triển khai thực hiện. Hiện nay chúng tôi đã triển khai như vậy được trên địa bàn toàn xã khoảng là 30 hectare cây có múi. Nhiều năm qua, thực hiện nghị quyết 04 của huyện ủy Triệu Phong và nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chiến lược phát triển kinh tế gò đồi, xã Triệu Thường đã vận động người dân chuyển đổi một số diện tích đất vườn tạp và đất rừng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây có múi, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt, Triệu Thường đã đưa vào trồng thử nghiệm cây chanh leo trên vùng đất gò đồi. Dù mới trồng 3 tháng, nhưng cây chanh leo lại rất thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cây phát triển tốt, cho trái nhiều. Từ việc trồng cây chanh leo đã mở ra một hướng đi mới trên vùng đất xã Triệu Thường để góp phần cùng với các loài cây cao su, cam, bưởi, ổi, thanh long, tạo nên nguồn thu nhập đáng kể hàng năm cho địa phương và giúp người dân thoát nghèo. Thực hiện nghị quyết 04 của huyện ủy về việc tái cơ cấu sản xuất, thì phát triển về vùng gò đồi chủ tập trung vào cái cây cốt su tiểu điền trong rừng, sau này thì phát triển thêm cây có múi như cam, bưởi, đặc biệt là bưởi thanh trà, và gần đây thì trong cái cam vân du, và nó hiệu quả kinh tế bước đầu thì cây phát triển rất tốt. Ngoài ra một số cây trồng khác cũng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Phải nói rằng thì qua cái nghị quyết này thực hiện hợp với lòng dân, bà con nhân dân chủ thường đón nhận và đồng thời là phát huy về tiềm năng hiện có của đất vùng gò đồi để sản xuất về những cây trồng mới, mục đích để phát triển số lượng cây nhiều để trở thành một hàng hóa chủ lực đối với một xã vùng gò đồi. Vùng gò đồi huyện Triệu Phong có tổng diện tích trên 16.000 hecta, gồm xã Triệu Thường, Triệu Ái và một phần của xã Triệu Giang. Dựa vào đặc điểm vùng gò đồi, huyện định hướng các địa phương chủ yếu áp dụng trồng cây công nghiệp lâu năm như rừng, cao su, hồ tiêu, các loại cây ăn quả, cây dược liệu theo hướng hình thành trang trại, gia trại tập trung. Sau hơn 10 năm triển khai nghị quyết 04 của huyện ủy, đến nay bộ mặt vùng gò đồi đã thực sự thay đổi từ đồi núi hoang vu, lau sậy, đến nay đã phủ một màu xanh của cây trái. Ngoài các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su tiểu điền, hồ tiêu, cây lâm nghiệp, gỗ lớn FSC, huyện Triệu Phong đã chỉ đạo các xã vùng gò đồi đưa vào trồng các loài cây có giá trị kinh tế cao. Trong thời gian qua thì nhiều địa phương ở vùng gò đồi huyện Triệu Phong đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện chuyển đổi một số cây trồng phù hợp với cái điều kiện khí hậu. Tất cả các cái diện tích mà trong rừng kém sản xuất được chuyển sang xây dựng kinh tế trang trại, gia trại, rồi một số cái cây trồng mới để phù hợp với điều kiện khí hậu, cũng như là cây cam, rồi cây bưởi da sân, rồi cây na, thử nghiệm trồng mới cây na, rồi là một số diện tích được chuyển sang trồng cây dược liệu như là cà gai leo, rồi xạ, rồi một số cái diện tích được chuyển sang trồng cây đặc trưng như là thanh long, vân vân. Tất cả các cái mô hình đều phát triển tốt. Để có hướng phát triển bền vững, hiện tại bên cạnh các loài cây trồng đã khẳng định được hiệu quả, ngành nông nghiệp đang đưa vào trồng thử nghiệm một số loài cây trồng mới như sâm bổ chín, cà gai leo, chanh leo, sa chi. Quá trình thực hiện cho thấy các loài cây trồng mới này đều sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, nhất là trên vùng gò đồi. Đây cũng là mục tiêu của ngành nông nghiệp Quảng Trị trong việc tạo ra sản phẩm cây trồng chủ lực và mở ra hướng chuyển đổi cây trồng hiệu quả, góp phần đem lại giá trị kinh tế cho nông dân vùng gò đồi. Gò đồi thì cũng Quảng Trị cũng xác định những cái cây trồng chủ lực theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, thì đó là những cái cây ăn quả có tiềm năng lợi thế và những cây dược liệu là hai nhóm cây mà cũng nằm trong 6 cây chủ lực của tỉnh. Thì thời gian qua thì ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức các đơn vị chuyên môn hướng dẫn nông dân quy hoạch các cái vùng gò đồi theo hướng là nông lâm kết hợp hoặc sản xuất thâm canh đi vào những cái sản phẩm chủ lực như là cam hữu cơ tại vùng đồng của Hải Lăng, rồi các cái vùng dược liệu tại các huyện miền núi như ở vùng gò đồi, như ở Cam Lộ,
hoang hóa, đá cờ rông và những một số cây trồng khác. Thì thời gian đến thì tiếp tục các chính sách để hỗ trợ nông dân về vấn đề giống, khoa học kỹ thuật, về khoa học công nghệ và tiếp tục kết nối liên kết các cái doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư để bao tiêu sản phẩm cho bà con để phát huy cái lợi thế vùng đồi Quảng Trị. Mấy chục năm qua, bên cạnh tập trung sản xuất thâm canh cây lúa, tỉnh Quảng Trị đã chủ động đáng kể đến chương trình cải tạo và phát triển kinh tế vùng gò đồi, mà cụ thể là chuyển đổi nhiều cây trồng có giá trị kinh tế thay thế cây trồng truyền thống của địa phương. Đặc biệt, nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo thêm bước phát triển và nâng cao hiệu quả cho cây trồng vùng gò đồi, góp phần quan trọng vào giá trị phát triển nông nghiệp hàng năm của tỉnh.